Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 22 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 độ, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 độ, nhiệt độ cao nhất 37 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 36 độ. Thủ đô Hà Nội, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ.